Thì hôm nay là ngày 2 tháng 6 của năm 2023, thì chị có được đến và nhờ đội hiệp sĩ của Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp cho chị Nguyễn Thị Tâm. Tôi là Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1967. Hiện tôi đang sinh sống tại ở 633, xiếc 36, xiếc 89, thẹt 19, tổ 86. Xin lỗi, em là xiếc 8, xiếc 8, tổ 86, khu phố 9, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thì trong những năm tháng tôi được khu phố tín nhiệm đưa tôi ra làm cán bộ phụ nữ khu phố 9, thì tôi có giao lưu và tiếp nhận giữa phụ nữ và chữ thập đỏ. Tôi được quen biết bà Trần Thị 17, sinh năm 1976. Thì bà ở là 61, số nhà 61 đó, khu phố 7, đường Mỹ Phước Tân Vạn, đường Huỳnh Văn Lũy, Mỹ Phước Tân Vạn, tỉnh Bình Dương. Thì qua thời gian chị em cũng quen biết với nhau là từ năm 2011 đến năm 2018 là đã 7 năm trời. Thì lúc chị Bảy cũng có thiếu thốn 50, 30 hay là thậm chí 100 triệu. Tôi vẫn tin tưởng và giúp đỡ cho chị Bảy, nhưng tôi hoàn toàn không có lấy lại. Rồi sau đó từ cái chỗ tôi tin tưởng người, nên tôi á càng ngày càng đưa sâu cho chị Bảy thêm tiền. Đó, số tiền đưa cho chị Bảy từ năm 2016 đến năm 2018, tổng cho số tiền lần đầu tiên là hơn 1 tỷ. Sau đó chị Bảy dụ tôi bằng hai cuốn sổ đỏ giả và kêu tôi thế chấp 520 triệu cho chị Bảy để chị Bảy lấy hai cuốn sổ đỏ giả mang tên bà ông Trần Ngọc Tốt và bà Huế. Đó, thì tôi có đưa cho chị Bảy hai cuốn sổ đỏ đó được ken màu giống như là sổ thật. Nên tôi là một người thật việc thật, tôi cũng không nghĩ là bà Trần Thị 17, bà có thể đánh giá cái giá trị con người của bà nó quá thấp. Bởi vì bây giờ tôi nghĩ có một số tiền lớn cũng không đóng được cái vai trò là phó chủ tịch chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương. Thì tôi nghĩ từ đó tôi cũng nghĩ là chị Bảy không có đưa cái giá trị để đánh đổi cái đồng tiền nó thấp hèn như vậy. Nên tôi tin tưởng và đưa sổ, đưa tiếp 520 triệu cho chị Bảy để nhận lại hai cuốn sổ đỏ giả. Chị Bảy làm giấy tờ với tôi, tất cả đều có vi bằng ở thừa phát lại. Mọi lời nói của tôi hôm nay đều có bằng chứng và đều có hồ sơ chứng thực đầy đủ. Rồi sau đó lần thứ ba, bà Trần Thị 17 lại tiếp tục lừa tôi bằng một vụ mua bán đất ở chân thành Bình Phước, là lô đất cao su của bà hơn 5 hecta cao su, bà nói là bà sẽ bán cho tôi 8 tỷ. Thì bây giờ tôi nói trời ơi, 8 tỷ thì chị đâu có tiền được em. Bà nói em chỉ cần 200-300 triệu để giải quyết trong Tết thôi chị, qua Tết chị em mình sẽ bán, nếu bán hơn được em sẽ chia cho chị, mà còn bán thấp đi thì em sẽ bù cho chị. Vì tôi quá tin người, và trong lúc bà Trần Thị 17 có mang thai đứa con thứ hai thì tôi cũng nói thôi thì Tết nhất đến nơi, la lành thì đùm la rách. Bởi vì chính thương người nên tôi lại đi đến thừa phát lại để làm tiếp cái hợp đồng mua bán đất ở chân thành. Lần đầu tiên vi bằng được trả cho bà Trần Thị 17 là 250 triệu đặt cọc, có vi bằng chụp ảnh. Rồi xong gần Tết nữa bà Bảy lại nói thôi chị ơi giúp cho em vài trăm triệu, lúc đó trong nhà tôi không có tiền. Tôi lại tiếp tục đưa thêm cho bà Bảy 120 triệu, nhưng tất cả số tiền tôi đưa cho bà Trần Thị 17 đều có văn bản và ở thừa phát lại đều làm chứng cho tôi. Sau một thời gian tôi kêu bà Bảy bán đất, bà Bảy cũng nói lộn quanh. Rồi đến lúc đó bà Bảy đã cầm cái sổ đất cho tiệm vàng là Chi Băng ở bên Hòa Phú Củ Chi. Tôi chỉ biết là Kim Băng hay là gì ở bên Hòa Phú Củ Chi mà tôi nhớ chứ chưa Băng là đúng. Thì lúc đó tôi có sang tận nhà của ông Kim Băng, tôi có nói là bà Bảy đã bán số đất này cho em rồi. Nhưng ông Băng không tiếp nhận, còn dùng lời đe dọa và chửi bới tôi. Lúc đó tôi, lúc chửi tôi là ở
tòa BKMX tỉnh Bình Dương. Cho nên lúc đó tôi đã biết là tôi rất thất vọng và tôi đã bị bà Trần Thị 17 lừa rồi. Nhưng tôi vẫn là người khi nào cũng giữ cái chữ tín và chữ tâm. Thương bà 7, bà đang còn mang một cái bầu rất bự. Bà nói bà trốn ở dưới cầu Phú Cường, cầu Bà Bếp. Bà nói bà trốn ở dưới cầu Bà Bếp để bà đâm mình, bà thắt cổ, bà chết. Tôi nói thôi em đừng làm vậy, nợ thì không có thì trả sau. Em cứ về đi rồi từ từ giải quyết, tôi cũng dụ bà ấy về. Cho đến lúc tôi phát hiện ra là tôi không còn cái gì để lấy thì tôi mới làm đơn thưa ra tòa. Khi đó tôi có làm đơn đưa ra tòa, toàn bộ giấy tờ của tôi và đơn khởi kiện được Tòa án Dân sự tỉnh Bình Dương chấp nhận cho tôi và tôi đã thành trong cái vụ án đó. Khi bà Bảy được tòa hỏi số tiền tôi cho bà Bảy vay, thực tế chưa đưa vô hai cuốn sổ đỏ giả và chưa đưa vô cái hợp đồng mua bán đất là đã 1 tỷ 580 triệu, cộng lại cho 520 triệu của hai cái hồ sơ đất và cộng lại 370 triệu ở đó thì tôi tính nhầm ra là đã thành 2 tỷ 4 tiền. Nhưng điều của tôi là ở cái chữ đức, tôi không có đưa hai cuốn sổ đỏ giả ra để kiện bà Bảy mà tôi chỉ kiện theo cái hợp đồng vay tiền thôi đó. Cho nên tòa án đã xử thành cho tôi và bà Bảy cũng ký vô biên bản là sẽ bồi thường tiền cho tôi vào ngày mùng 10 tháng 6 của năm 2018. Nhưng đến lúc mới có ngày mùng 5 tháng 8 thôi là cháu của bà Bảy là Hoàng Trần Văn Việt, nhiều khi nó quên, mong các quý bạn ở trên mạng thông cảm, là cháu của bà Bảy là Trần Văn Việt có điện cho tôi và nói: cô Tâm ơi, cô Bảy có sang bên cô không? Tôi nói không, cô không có biết. Trời ơi cô ơi, bà Bảy, cô Bảy cháu bán nhà rồi, trốn đi khi 2 giờ sáng của tối mồng 5 tháng 6 năm 2018 rồi cô ơi. Khi đó là tôi gọi là choáng váng, cũng giống như là người sắp đột quỵ mà muốn chết. Nhưng tôi chết không được là bởi vì bên cạnh tôi còn có một đứa con. Cháu nó sinh năm 2005, nó bị bại não, tên là Vũ Ngọc Khánh Duy. Tôi phải sống để mà nuôi con chứ tôi không chết. Chết đi thì khỏe cho tôi, nhưng mà xã hội có một cái nặng nề về đứa con của tôi được. Vì cháu nó không biết là coi như vệ sinh cho chính bản thân nó, mà chỉ có tôi là vệ sinh và dọn rửa cho cháu thôi. Khi đó tôi mới biết là tất cả tôi đã mất rồi. Thì tôi đến bên tòa án, tức là bên cái phòng mà đã nhận hồ sơ, tức là tòa án đã sang bên chánh án rồi. Đó là tôi lấy cái quyết định là tôi đã biết tôi lừa. Khi tôi mới nhờ em luật sư Lê Văn Nam, là em ấy luật sư Nam Sài Gòn, em rất thương và giúp đỡ cho tôi làm đơn khởi kiện hai cuốn sổ đỏ giả lên phòng công an cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương. Thì khi nhận hồ sơ của tôi thì công an cũng nói là bà Trần Thị 17 này có lừa chị, có văn bản, có bằng chứng. Cái này nhiều người mắc chứ không phải một chị đâu chị Tâm, bởi vì bà lừa đảo quá rành rồi, có hồ sơ mua bán bằng hai cuốn sổ đỏ giả đưa cho chị. Thì khi đó công an cũng động viên vỗ về tôi: cố gắng đi rồi người ta sẽ cố gắng hỗ trợ giúp đỡ cho chị lấy lại được những cái gì mà chị đã mất. Các đồng chí mà phụ trách hồ sơ của tôi là Hoàng Chí Thanh. Đó, Hoàng Thanh á, thì phụ trách giữ bộ hồ sơ tôi. Thì đồng chí Thanh có xuống bên phường Phú Mỹ, công an phường Phú Lợi để điều tra này. Sau đó đồng chí ấy kêu tôi cùng đi sang công an phường Phú Hòa và đi xuống phòng công chứng Tân Quy để làm rõ cái sự việc này. Thời gian cũng trôi đi 4-5 tháng, tôi được đồng chí Thanh mời tôi lên. Đồng chí nói là hồ sơ của chị bị ngưng đình chỉ. Thật tình là tôi lại một trận nữa giống như người sắp chết. Tôi khóc tôi lóc nhưng cũng chẳng ai thương. Thời gian mẹ con tôi vì mất tiền bị lừa, chồng cũng bỏ,
Tôi cũng không muốn sống làm cái gì. Một tháng tôi có làm được gì đâu, chỉ ở nhà chăm sóc đứa con và đi ra chợ đầy thuê rau cho người ta thì một ngày được 150-200. Một tháng tôi phải đóng 40-50 triệu nợ lãi. Tôi cũng không biết được kêu ai để nhờ cho tôi. Hôm nay tôi thấy người ta cho tôi số điện thoại của Nguyễn Thành Hải. Tôi cầm hồ sơ lên để cầu mong các anh em trong đội hiệp sĩ của Nguyễn Thành Hải cố gắng giúp cho mẹ con tôi được lấy gì, lấy lại những gì đã mất. Tôi xin cam kết những lời tôi kể hôm nay hoàn toàn đúng 100%, bởi vì sự thật của tôi đã được tòa án quyết định, có quyết định, và sự thật của tôi ở công an cũng có giấy tờ của công an trả lời theo văn bản cho tôi. Tôi không dám nói sai một lời, nếu tôi nói sai nửa lời tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Rất mong được cộng đồng mạng vào cuộc giúp đỡ cho mẹ